À, kính thưa quý vị, Lâm đang đứng ở chỗ di tích lịch sử văn hóa đình Vĩnh Hòa Hiệp, là ngay đường đi vào chợ Tà Niên. Thì hôm nay Lâm sẽ giới thiệu cái vị trí chợ Tà Niên cũ và chợ Tà Niên mới để quý vị cùng theo dõi. Cái đường này là chúng ta đi từ quốc lộ 61 á, đi từ quốc lộ 61 đi thẳng vào, có cái ngã rẽ đi vào chợ Tà Niên đó quý vị. Thì hôm nay mời quý vị cùng Lâm tham quan cái khu vực này. Của khu vực chợ Tà Niên. Rồi mời quý vị cùng theo dõi ạ. Khu vực phía ngoài thì đường đang trong quá trình làm lại đó quý vị. Đây là chợ Tà Niên mới, rất là ít các gian hàng quý vị. Để mời mọi người vào một vòng nè. Khu vực chợ này hiện giờ không có người bán đâu quý vị, có khu vực chợ cũ là bán nhiều thôi. Chú cho con hỏi nhỏ cái được không? Hỏi lớn cũng được. Hỏi lớn cũng được nữa hả? Ủa chú, cái khu vực chợ mới này là hình thành lâu chưa mà con không có thấy cái hàng quán nào hết trơn vậy? Mới có 3 năm, năm nay nữa là tròn 4 năm rồi. Dạ. Trước đây là có nhiều người bán không chú, hay là bây giờ là... Rồi hoàn thành tới giờ là có nhiều người bán nữa đó. Dạ. Mà thuê lô sạp tháng này ở đây là nhiêu rồi chú? Nó cho nó bán chứ nó đâu có cho thuê đâu. Bán luôn chứ không 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 cho thuê tính tháng hả chú? Nó cho thuê 25 năm tháng. Vậy là cái khu vực chợ cũ là mấy đông thôi à, hả chú? Ủa mà con hỏi cái chợ Tà Niên này ngày trước giờ là tên là chợ Tà Niên luôn hay là có thay đổi gì không chú? Chợ Tà Niên luôn. Cảm ơn chú. Dạ. Chợ đó là chợ cũ là nằm ở dưới á. Dạ. Vậy là mình đi thẳng đường này là mình chạy xuống tới dưới luôn phải không chú? Dạ dạ. Chợ này là chợ chết. Đổ đâu kìa, đổ đâu, đổ đâu. Mới đó thì được 90 chủ thì bây giờ còn có bây giờ là hết luôn hả chú? Giờ còn được nhiêu đó đó. Rồi, rất cảm ơn chú. Mưa ở ngoài trong có nước. 4 năm thì tôi nói sập mới có 3 gốc rồi. Năm đầu thì sập gốc như bàn thầy. Năm sau là bắt cái máy lần này. Năm kia thì bắt cái máy lần kia. 3 4 năm rồi bắt 3 lần. Rồi, cảm ơn bác ạ.
Đây là khu vực xung quanh chợ mới, hiện không có rất là ít các bác buôn bán, bỏ trống hết luôn rồi quý vị. Quay cái nhà đồng hả? Dạ. À, con đi quay. Ở đây là khu bỏ trống luôn rồi quý vị. Đi, có thể là do một là giá cả thuê quá mắc. Cái này chủ yếu là mình đãi kho thôi hả anh, chứ đâu có buôn bán gì được hả? À, đúng rồi. Rồi thuê tháng này là bao nhiêu anh nhỉ? Tại vì anh biết sao không? Tại vì biết sao không? Phải ở dưới, tại vì ở đây người ta bồi thường ở dưới nó chưa xong. Rồi thành thử ở dưới nó chưa có được cái dời lên được đó. À dạ. Vậy là mấy năm nay là mình chỉ để cái kho vậy đó. Ờ, để kho thôi à. Chứ đâu có bán buôn gì đâu. Rồi cuối cùng là mặt hàng là anh bán ở đâu? Ở dưới chợ dưới cũ như này nè. À dạ. Rồi thuê tháng là hết nhiêu anh nhỉ? Cái này. Cái này hả? Dạ. Cái này nếu mà đó chợ nó có nói, nó nói nếu mà về đây hết á là ở đây như mình thuê 4 căn này đó, à, tháng như 2 triệu. Nhưng mà bây giờ là mình có trả tiền gì không anh, hay là cái này mình chỉ dằn chân không à? À, dằn chân, chú nghĩa là mình thuê riêng rồi mình dằn chân riêng đó. À, đúng rồi. Ồ, dạ. Rồi vậy giờ chỉ là buôn bán ở dưới thôi chứ ở đây đâu đâu có buôn bán gì. Ở đây đâu có bán đâu, co không. Ồ, dạ, khó quá. Cũng ráng trong đợi cho bồi thường ở dưới xong cái là mình về lên đây nè. Vậy là giá cả ở dưới không xong thì giờ vẫn vậy luôn. Ừ. Dạ. Có anh mà ngày xưa giờ là chợ Tà Niên hay còn cái tên nào khác nữa không? À, thường nó có 2 tên lận. Nó kêu chợ Tà Niên rồi chợ Vĩnh Hòa Hiệp gì đó. À, chợ Vĩnh Hòa Hiệp đó. Chợ xã Vĩnh Hòa Hiệp. À, chợ xã Vĩnh Hòa Hiệp. Rồi em cảm ơn anh. Rồi. Tại nào? Đây là khu vực phía trong. Hiện giờ không có nhiều người bán đâu quý vị. Tôi đây mời quý vị qua khu vực chợ cũ nha. Đây là khu vực đi qua cái khu vực chợ cũ nha quý vị, chợ Tà Niên cũ. À, sau đây mình khu vực chợ rau củ trước đi quý vị, rồi mình Lâm sẽ đi qua khu vực chợ ở phía kế sông nha. Đây là khu vực gửi xe nè quý vị. Chị chó coi mặt nè. Rồi em cảm ơn. Ủa cô, khu vực này là mình bán trái cây với bán rau củ hả? À, dạ. À, con cảm ơn cô, con đi ạ. Nói chung là không có khu nào phân biệt riêng rẻ hết chứ quý vị, bán đủ thứ hết. Dạ, quay phim cô ơi. Cô, chứ con hỏi ở đây mình buôn bán được không? Lai gai. Lai gai hả? Dạ. Con thấy cái chợ kia nó đóng cửa luôn hả chị? Rồi chợ trung tâm đó, cái chợ mới đó đó. Hỏi mấy cô đó là tôi thì ở bên ruộng qua, tôi không gần. À dạ, vậy cô gần đây không? Tôi ở bên ruộng, bên Mương Chùa. À dạ. Cách lâu lâu cô mới bán lần hay là tụ bán không? Bữa, 5-6 bữa. À dạ. Ủa cô, nếu mà tụ họp vậy là khoảng từ mấy giờ tới mấy giờ cái chợ của mình? Tôi ra này nữa 7 giờ mấy rồi, cỡ 10 giờ chị mẹ nó gồm. À 10 giờ là hầu như là ít là vắng lại hả con? Ờ, mà kiểu tôi về đò á, tôi đi về không ở, còn người ta bán tới cũng 11 giờ tắm nghỉ. Dạ. Còn lấy trái cây người ta bán hoài. À dạ. Rồi con cảm ơn con. À. Chú thì bán
lúc thì hát thì chị đò ăn. Dạ. Đây là các tiệm ăn uống nè quý vị. Ủa cái này mình bán cái gì chị nhỉ? Cá, cơm, cháo lòng. Thường sáng mấy giờ mình mở cửa chị? 4 giờ. À người bán tới khoảng mấy giờ? 4 giờ bán tới 12 giờ dẹp rồi. À. Sáng không à? Chợ này chợ Tà Niên. Chợ Tà Niên. Còn cái tên là ở xã Vĩnh Hòa Hiệp đó hả chị? Ở đây là ở xã Vĩnh Hòa Hiệp đó. Đó là xã Đại Công Tiên. Vậy là hai. Ừ, vô đây bán. Còn chợ dưới nữa. À, đi xuống chợ cũ luôn. Đi vòng qua luôn hả? Đi vòng đường này luôn. Ủa vậy chợ là chợ này là chợ mới hả? Không, chợ mới trên đó đó. Là chợ mới trên đó đó. Chợ mới nó không vui đâu. Đi xuống rồi, xuống dài dưới đẹp lắm. Dài cái mình vòng lên luôn. Dạ. Vòng lên nữa chỗ đầu cầu nó đẹp lắm. Ủa chị, cho em hỏi là cái chợ này là hình thành khoảng bao nhiêu năm rồi chị hả? Bác, chợ này hình thành bao nhiêu năm rồi bác? Bốn chục năm đi cho đẹp. Dạ. Rồi con cảm ơn vậy. Dạ cảm ơn chị. Chợ này nhiều chợ lắm, chợ mới, chợ cũ, ôi tùm lum hết chứ. Khu vực này là chợ cũ phải không? Chợ cũ đúng rồi. Rồi. Chợ Tà Niên đó. Rồi em cảm ơn chị. Dạ. Dạ không, con đi quay mấy khu vực chợ. Dạ. Con cảm ơn. Ủa bác có là người Hoa không ta? Hả? Người Hoa không? Người Tiều không? À, người Việt. Không mà sao giống người Hoa. Dạ, con cảm ơn. Đó mình đó mình quay dài. Dạ. Đó mấy cái gì bác xài đó quay trước đẹp. Quay cái gì? Dạ. Về bán được không? Hả? Gì bán được không? Bán nãy giờ rồi. Không mà bán được không? Bán được không hả? À, được. Được hả? Ừ. Dạ. Thì gì thường bán từ khoảng mấy giờ tới mấy giờ? Có khi nhà bữa thì bán đắt thì 11, 12 giờ. Mà chậm thì 4, 5 giờ. 4, 5 giờ mới về hả? Ừ. Còn nhà gì gần đây không? Gần đây là ngay Trân Đình đó. À dạ. Ừ. Dạ. Con cảm ơn gì? Ở thăm chi vậy à? Con gửi cho các video ở các cô bác ở xa coi về cái khu vực chợ của mình á. Vậy hả? Dạ. Đâu có gì đâu. Bà hôm nào giờ bà gì gánh tới sớm bán không mà coi. À vậy hả? Gánh tới sớm bán ngồi đây chút rồi đi rồi. À rồi. Cảm ơn gì. Chứ bán số cao cũng vậy đó. Bán đắt cũng về sớm. Dạ. Rồi con cảm ơn gì. Ăn đến đi. Con đi khu vực chợ. Thank you.
coi vậy. Mua cơm đi trâu nó ta. Ờ chứ mua đi dầm mấy. Dạ chính chị rồi đó. Hello. Cho bán được không? Được. Mấy ngày nhiều. Lợi nhiều chảy đâu có lợi nhiều. Chú, cái này là chợ này hình thành là từ khoảng năm nào lắm chú? Ồ, 1900 xưa lắm rồi. Mà châu Pháp tới giờ rồi. Mà châu Pháp tới giờ đó. Dạ. Lúc đó còn chưa có tôi nữa. Chú, vậy là con đi, nếu mà con đi hết khu vực chợ này, con phải đi đường nào cho nó hết khu vực này? Đi đường này một khu đoạn hết rồi, đi qua đường này dòng qua kia. Bên kia luôn. Qua cầu nữa. Dạ. Rồi cái vòng trở lại nữa. Rồi vậy là con phải đi qua đây xong con đi ngược lại chỗ này cái nữa. Rồi, rồi con cảm ơn chú. Đẹp không? Dạ. Đến lúc ba ông Thành ha. Con bán. Dạ. Được. Phải quay cái số là ủng hộ. Ủng hộ nữa chạy vào vào chút nha. Khỏi chạy bán cái số nha. Cảm ơn cô. Rồi bán ế thì có là làm sao? Không,
em hỏi là coi là thường là chợ mình tụ tập từ mấy giờ tới mấy giờ? Ờ. À dạ. Khoảng 11 giờ. Cái này em quay em gửi cho cô bác ở xa coi là chú ý. Thằng gửi qua Mỹ mẹ nữa. Ờ, quảng cáo tịch heo. Ủa chị, ở đây có cũng chịu cô bác là trong các khu khác để mà cái người dân tộc đó qua bán rau cải. À dạ. Đậu ở đây rồi chút nó ta về. Ừ. Dạ. Rồi, đây nè quý vị. Rồi, chính chị rồi đó chị ơi. Chị nào, tôi phải không? Dạ. Ở bà Mỹ nha. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị. Gửi bà Mỹ phải chịu đó, đâu mà muốn chịu đi. Không, chị lên chờ. Chị đánh tên của em là qua Mỹ. Cô ơi bán được không? Được. Ồ. Đây. Thấy rõ rồi, thấy rõ rồi. Bán cá chả, rồi bán cá đủ thứ, bán rau muống, rồi bán trái cây. Hỏi gì là cô phụ trách bán cái nào? À, thì bán mẹ đây rau muống cho bà nè, quay gần gần mặt bán chứ. Chứ nó sao hết rồi, còn chủ yếu là còn ít ít thì mình để mình bán lẻ chút đi thôi. Ủa cô, vậy là cô bán hồi đó giờ ở đây luôn hả? À. Nhà ở đây luôn. Dạ. Ủa cô, là con đi hết cái khu vực này là hết chợ chưa? Đi xuống Mỹ dưới chút nữa mới hết. À, vậy là đi đó xong. Còn dưới nữa. Lên Zalo đấy nha, cô bán rau muống. Không, con lên YouTube thấy cái mặt của con quay mấy cái chợ ở đây. Ờ, đúng rồi, về mở lên. Cái sợ miền Tây. Dạ, con cảm ơn cô. Cô ơi bán được không? Dạ. Bán được không? Ví dụ gì vậy? Quay phim ta đang ăn, quay phim đó hả? Đâu có gì đâu cô, sinh hoạt bình thường mà. Dạ, con cảm ơn. Quay phim chi vậy? Đây là chuối hộp nè quý vị. Quay chỗ bánh lá kìa. Đang đổ luôn hả cô? Rồi để con vô con quay. Đây là cô đang đổ bánh phong lan. Ủa cô, nếu mà vô đây mua gọi là bánh bông lan của cô gì? À, bánh bông lan của cô Thủy. Đây là sợ bánh bông lan của cô Thủy nè. À, cho coi mặt chút đi cô. Đó. Đây bột đây. Cô bán cái này là được lâu chưa cô ha? Lâu rồi, con cái chục năm rồi. Đó, nè, đó, trộn bột cho thấy.
Dạ chủ yếu là chợ, à, con quay hết cái chợ để mà gửi cho cô bác ở xa coi á cô. À. Chủ yếu là người ở nước ngoài là nhiều, người Việt ở nước ngoài á. Chứ ở đây người ta đi quen quá. Đã quen. Kìa qua quay sạp mắm kìa, mắm Châu Đốc á. Mắm nó đẹp quá. À, mắm đó đặc sản đó. Ủa cô, vậy là cô phải xay bột xong rồi đánh bột, đánh bột riêng à, đánh trứng với đường con à, xong dạ. Rồi cái mình giờ nào mình đổ tới đâu mình trộn bột tới đó. Cái này quá trời tươi vậy nè cô. À, màu nó đẹp đó, thầy sáng giờ cô bán hết rồi đó. Vậy hả? Ngày cô đổ một thao gì nè, thao bột gì nè là hết rồi đó, còn còn gì nữa hết. Đẹp quá. À, lên hình bánh bông lan đẹp lắm, tại ít à chứ phải một mâm á, con quay nó mới đẹp. Rồi bán hết trơn rồi. Ủa cô, nếu mà thường ở chợ mình tụ họp tới khoảng mấy giờ thì... Ở khúc trên thì tới chiều là, còn khúc dưới này cỡ khoảng 11 giờ là tan hết rồi con. À dạ. Nó đẹp kìa cô ơi. Ờ chưa, để nó vàng. Wow. À, cho nó vàng chút cô dở ra nó mới đẹp. Tại thường á, ít có người ta ít có nấu truyền thống giống mình giống cô à. Mà chủ yếu là giờ là... Ta nướng bằng phương điện không mà con ơi. Điện không rồi. Mà khuôn của mình mới ngon. Khuôn này là khuôn xưa. Khuôn này là khuôn mấy bà già 40-50 năm rồi đó con. Dạ. Chứ giờ nó khuôn nó cũng dở. Nhưng mà ăn cái này có cảm giác ngon hơn nhiều đó con. Đúng rồi, bánh này ngon hơn. Dạ. Cái bánh này là đúng hương vị của bánh bông lan luôn. Bây giờ nó làm nó pha chế không giống đâu. Này cô làm theo xưa nè, theo mấy bà già xưa của mình đó con. Dạ. Tại nhà con, mẹ con lâu lâu cũng có làm. Ờ đó, đúng rồi đó. Mẹ con là làm theo kiểu xưa đó. À. Chứ bây giờ bánh không nhưng mà giờ đó. Kêu mẹ đổ là mẹ nói ngán. Ngán. Ngán cái đánh gộn. Nhưng mà cô có cái là cô đánh máy. À, dạ. Đánh bằng máy. Có cái câu mình đổ gì thôi. Chút nữa là mới chín không cô? Ờ, chút xíu nó vàng. Đây là bánh chín rồi nè quý vị. Con nhỏ thôi, vừa bữa nay đều ngon, vừa ngon. Rồi lấy đó 16 cây ký bạn. Ăn đây. Bao cho được rồi. Sợ quá rồi. Chín rồi cô ơi. Chị thấy nó mười mấy qua đây. 16. Đó, thấy không? Đó, bánh vàng rồi đó. Mới đâu quay bắt đâu được quay người, quay người để ông chính thôi. Dạ con cảm ơn cô. Rồi. Dạ. Chính cho mong cô sẽ luôn mắt tắt. Dạ. Con đi luôn coi ha. Dạ. Dạ cô ơi. Quay dạ. Anh nói đi con. Quay cho bạn nó coi. Dạ. Yêu. Yeah.
đi. Dạ. Bán nơi ra được. Dạ. Là mình ở gần đây luôn không? Dạ, gần đây. À dạ. Ồ, bán đủ thứ hết. Đây à, anh mua đi bán lại hay là dạ anh mua đi bán lại? Ồ. Đây cam gà ngấu gà mua em tới ký ha. Rồi, cảm ơn nha. Quay thôi là lấy cái máy luôn đó. Vậy cái này bán được không? Chị bán được không? À, có vấn đề gì không? Dạ. Không, em hỏi về cái tình hình mua bán ở đây thôi. Không, lên YouTube. Em bấm lên YouTube là chú ý. TV mà tao phải dịch em cái dạng. Đúng rồi. Dạ. Cô ơi bán được không? Bán được không cô? Bán được. Cô bán ở đó ở đây ngày xưa giờ luôn hả cô? Dạ, là chợ có thay đổi nhiều không cô? Ngày xưa là cái chợ như thế nào? Chợ đây là cũng vậy nè. Bình thường chứ không có gì thay đổi hết. À dạ. Vậy là có cái trung tâm chợ mới đó là nó hơi có cái mới đó thôi phải không cô? Trung tâm chợ mới ở chợ đó mà nó kêu giờ lên chợ nhưng mà không bao giờ. Nếu giờ cũng khó bán ha cô ha. Giờ bán cũng không được, thành ra tiền nhiều quá người ta không có bạc, không có vốn, thành ra người ta không dám lên. Dạ. Yeah. Đây con thấy cũng nhiều trung tâm chợ bây giờ cũng trung tâm chợ là bán không được mà bán ở dọc đường. Bữa nay nè chợ đã sỏi toàn bộ hết trơn là dời hết trơn nè, đặng vô nhà lòng lớn nè. Cái chỗ nhà lòng cháy một lần đó. Dạ con biết rồi, mà cái khu đó đâu cũng người, con cũng đi qua cái chợ rồi nhưng mà người ta nói người ta cũng không có thích về vô, người ta sẽ ở ngoài. Bữa nay nè bắt đầu là dời toàn bộ hết trơn nè. Dạ. Không dời đó là tất nhiên là nó mà thu hồi thành một bài lại. Chế vốn vô đó nặng quá người bán đâu có vốn nó nặng quá người ta đâu có vô không nổi có vốn đâu vô nổi cô nó trả ăn chợ này nè tiền dây bạc hỏi không chứ không ai có tiền sẵn chứ đừng nói tới gì, gì vô chỗ lớn. Dạ. Bán cốc ổi gì nè mà cũng tiền hỏi không. Dạ. Con cảm ơn cô. Ủa cô cái chợ này có tên là chợ xã Vĩnh Hòa Hiệp nữa hả? Chợ Vĩnh Hòa Hiệp. À rồi con cảm ơn cô. Vậy dạ, ô bánh khọt quay phim luôn cho em quay luôn nha. Rồi quay luôn. Bán được không chị? Bán rồi gai. Dạ chị bán đỡ giờ luôn hả? Dạ. Dạ rồi em cảm ơn chị. Quan trọng là cái bánh khọt và cái nước này nước mắm. Dạ củi luôn bánh khọt mà củi là thấy ngon rồi đó chị. Rồi em cảm ơn chị. Con phải đi ngược lại thôi. Ở đình đất bên nè. Dạ dạ để con qua thăm đình cái rồi con đi ngược lại. Hôm nay quay về đâu? Dạ con quay chủ yếu là cho các cô bác ở xa coi. Lên đại luôn hả vậy? Không, chỗ cái sao có đình rồi đó. Tumi. Cái tên là có cái mặt của con tại đó đó. Vậy hả? Mặt này đi phải không? Mặt con. Ờ, rồi quay đi. Kêu nó lấy cái điện thoại cho Nguy coi. Nguy coi hết pin rồi, con mới sạc. Sau đây mời quý vị cùng Lâm đi tham quan chợ tiếp.
Cái này bán được không anh? Đây gai. Dạ. À, video này Lâm sẽ chích riêng ra một túi cu. Bác ơi, cái này chủ yếu là cá lóc ủa? Cá biển hả? Cá ngát. Nãy tôi tưởng đâu cá lóc không à? Đó là cá mối. Rồi cái này bác ơi, xong là bác phụ hữu ở chợ này luôn hả? Ừ, bác ở đây luôn. Dạ. Bác ở đây mà 1 kg cô là nhiêu bác? Cái cô này 120, còn cá này 130. Cá này 130. Cá mối 150. Vậy là mình đánh đất ở gần đây luôn hả? Có cái này mua cho cậu, mua ở trong ngày. Mua ở chổng rồi mình mới đem ra mình chế biến. Cái này gồm mình muối gì thì thêm bác, cái này là muối ớt. Ớt thôi. Có ớt nhiều nó hết chậu. Dạ. Chắc hay. Chị tính ra bác bắt kẻ. Dạ. Dạ con cảm ơn bác ha. Cái này là có tiêu đường. Ừ, cái đó là 130. À, dạ. Ủa nhưng mà con cá này gọi là cá gì luôn? Cá mối luôn. Cá mối luôn. Cái này là mình chế biến luôn, tiêu đường ớt. À dạ. Không mới mốt cái gì con chạy ngang con mua. Dạ. Cảm ơn cô ơi. Cháu đi
qua bánh mì luôn rồi. Cắp cá. Quay người không quay. Đã quay người đây cô ơi. Quay người đi. Cho nó qua tới Mỹ coi. Cá này cá phèn đúng không? Cá này cá phèn, cá này cá heo, cá này cá chẹm. Cá này cá nhé. Cá phèn thì nhìn ngon quá trời luôn. Ngon quá. Muối sả sả muối. Nè má già. Rồi con cảm ơn cô. Trời ơi. Trời ơi. Bà lấy luôn cái ti còn có cái à bà ăn. Trời ơi. Quay gửi cho cô bác ở xa coi chị ơi. Cô ơi cái này cô bán được không? Bán được không cô? À dạ. Dạ không có mua là hỏi hạn nha. Không có là hỏi hạn nữa. Ở bang nào cô? Ở bang nào? Cali, Washington, Texas. Cái gì Angoles. Angoles là ở bang phía trong à. Tại vì con thường á là chạy ở Cali. Này cô bán dạo này bán được không cô? Cái này bán ghế lắm con ơi. Dạ. Bán sinh sống qua ngày như kiếm vài chục ngàn sống qua ngày vậy. Ủa cái này cũng góp chợ như con hay là? Có. Góp chợ như ngày giờ là nhiêu cô? 30 ngàn. Hơi cao. Dạ, cảm ơn cô. Đạp đại đi chị ơi, chạy đại đi em không sao đâu.
cái đồng quay về bên tao. Dạ à, chủ yếu là gửi ở nước ngoài coi là chủ yếu đó cô. Dạ cá lóc lóc. Ồ, lâu lâu mới thấy cá bóng à. Hả? Dạ con cảm ơn cô. Có quay rồi đó hả? Dạ có quay rồi nè, có lên rồi. Bán được không cô? Dạ bán được. Cá này cô ơi, cá này là cái gì cô? Cái này cá út nè cô. À cá út. À cá út to tàu. Khoai sáng nghệ. Khoai sáng nghệ ngon. Khoai sáng nghệ nó con vua. Dạ. Ồ còn đây là cá. Cá bóng cào. Có tiêu, khoai lạc đó ha, nấu nó chua gì cũng ngon hết. Dạ. Dạ con cảm ơn cô. Cô lên luôn rồi cô ơi. Chỉ có con thôi phải không cô? Hả? Có con mà không có chồng. Không có chồng, không có con luôn đó. Thấy vô chị. Chịu không? Còn không biết nữa. Ồ cá này bự quá nha cô ha. Cá này làm ký nhiều lắm cô. 50 rồi. Có gì bự rồi. Đây là khu vực vô chợ hồi nãy đầu tiên nè quý vị. Lâm sẽ đi thẳng tới để đi cho hết cái khu vực chợ luôn quý vị. Thank you.
Đây là khu vực có các quầy bán thức ăn nè quý vị. Cô bán được không? Hả? Cô bán được không? Đây ghê vậy nè. Dạ. Cũng dễ cơm với bê đá được rồi. Dạ. Rồi, cô cảm ơn cô. Ở đây là lâu chưa? Lâu. Là được ngày xưa giờ luôn hả bác? Ngày xưa giờ ở đây luôn. À, là cái chợ hồi đó là có trước bác hay là bác? Dạ, bác từ, chợ hả? Chợ có hồi từ đời nào. À vậy là từ trời chợ Tà Niên. Tập. Tà Niên hồi xưa là chợ Tà Niên. Rồi sau này thời Pháp tới giờ luôn hả bác? Sau này ta đổi là xã Vĩnh Huệ. Hồi xưa là chợ Tà Niên. Dạ. Tà Niên. Dạ. Bây giờ là chợ Vĩnh Hòa Hiệp. Tại con đi quay cái này chủ yếu con gửi cho cô bác ở xa coi, mà chủ yếu là ở nước ngoài á, người ta không biết cái chợ mình thay đổi là mấy chục năm đấy. Đúng. Đấy là giá thịt lợn mới đến 12.000. Bác ơi, cái này có người Hoa sinh sống nhiều không? Cái chợ của mình là có người Hoa sinh sống nhiều không? Bác nào á? Người Bác nào? À, người Bác nào hả? Chứ bây giờ thì có ai cũng ít, còn chưa người để bán á. À, cái qua cầu á, qua cầu là vậy đó, bển là qua tàu nhiều. À, vậy là nếu mà con đi bộ thì đi ra đi chỗ đây ra, đi chỗ nó qua cầu. À, qua cầu là có ba tàu nhiều lắm, hai bên. À,